bữa nay người ta khai nước vô á, ứ nước trong có cá rồi ha. Dạ. Để còn chảy giờ chạy chứ đây. Thấy cò trắng này kia đậu rồi em ơi, hai dĩa cá á. Phải nước sông Thấp nè. Ủa nãy mình thấy mấy con vịt đó, người ta mấy vịt của bác Sáu luôn đẻ đẻ đó. Thấy mình cái nó chạy ghê luôn mà hai. Nó thấy mình hai nó con. Chạy đúng tiêu rồi. Nhưng vịt đẹp chứ chạy cái nước lắm. Cái đó là nuôi vịt cò á, cái vịt cò nuôi đẻ trứng bự bự nè. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay hai vợ cháu mình đi ra mương chạy cái nhà kiếm mớ cá nha. Thì tính chạy trên ruộng này nè, mà nước nó cạn rồi. Còn xâm xấp à, tại người ta chuẩn bị dọn xả cả nhà. Bây giờ phải kéo vô trong mương này nè. Trong mương này thì nước nhiều hơn. Thì hai mẹ cháu đi kiếm mớ cá, mà cả nhà cũng theo dõi nha. Tại vì trong mương này khai nước ra nè. Khai nước ra thấy mương nó cạn cạn nè. Để mình vô chổng mình coi. Mương này hả mẹ? Mương này đi. Mương này ha. Dạ. Ôi ơi, mương này nè, nước nó cạn cạn rồi mẹ ơi. Vì nước gì được? Nước gì được ha. Khoan để ra. Cái này cỏ không chắc chạy cũng được quá ta. Tát hay gì mà hay? Tát đi. Tát à. Để xuống mờ thế coi. Để xuống này coi mương nào có cá được chưa. Tát thì con để cho miệng chảy đây nha. Để ra đi. Thì cũng sâu quá ta. À, nhưng mà nước nó cạn rồi. Để qua bên đây như là hai có thấy cái này mà đắp mình tát được không? Đắp mình ngang mình tát luôn, đắp ngang tát để mình qua bên mương bên đây coi. Đắp cái bờ đó lại vô cao cao nha Như. Dạ. Để nước ở trên nó tràn xuống đó. Đắp này cái này sình cháo không mà ha. Vậy hả? Tại vì mấy cái mương này lâu rồi người ta không có móc á. Sình chết. Lâu rồi không có móc á, sình nhiều. Dạ. Móc cái sát vô cái mé này mới được. Thấy cũng có rau muống, có cỏ nè. Chắc có cá. Cho mấy cái mờ cái lùm lùm gì này đó nha. Chắc có cá. Để đắp cho cao cao lên đi. Dạ. Không mà sùm cháo không à. Tại vì giấc này nước cũng rồng á. Dạ. Mình tát rồi nó chảy ra ngoài kinh, ngoài mương ngoài luôn. Rồi con đi hai bên mé vẹt vẹt ra muốn rồi nha Như. Dạ. Đây nó cũng lúng quá mà. Mương lâu quá không có mất trình. Thấy gì nước không tắt hoài không hết. Giác cái chuối lên hồ bể bờ mà ha. Hà nó hai mẹ cháu khiên cái chuối lên nó chết. Sắp nó sình cháo quá trời, nó sắp tràn đây. Cái này là mình bắt được rồi đó. Biết cũng không. Con chảnh con lùa xuống không? Không. Mình đi ra mình dạy chảnh luôn. Có gì vậy? Cái gì? Có gì vậy? Có gì nó không không không? Có là không có một bánh. Ê! Con tưởng con cá. Lên cá. Cùng cá quá. Ê, cá này cá. Cá bể chào bắt luôn. Để mà hai điên bên. Cái mương này con nhận nó sình. Giống như nửa đùi luôn. Ốc nè. Ốc lát nhỏ nhỏ. Cùng cá nó không có gì trụ được chứ. Nước sình cá quá trời luôn, cá nó chuối xuống dưới nè. Mương này khó hơn cái mương trong vườn ở của mình. Phải ấp chết luôn. Nãy thấy nãy cát mà nãy cát lần cạn nó thấy nó trời 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 lên vậy á. Chụp có miệng ốc dưới mà hè. Quá trời sình luôn ha. Sình quá. Có gì nhọt nhọt chứ. Cái nhọt nhọt chứ mà. Đâu có không? Ôi trời ơi. Đây. Ủa
nó đâu trúng con nó hết hồn hết vía. Ở đâu? Nó nhọt nhọt ở đâu? Dưới chân của con á mà, không phải con cá gì á. Hả? Chắc con cá nó nhỏ. Trời ơi, cái mương này có cá lóc nó chuối xuống rồi. Hồn tay ngay chân con cá hết hồn chứ. Ôi, chanh chanh nữa là nhớ. Nhớ con tác lên, con tác chanh chanh. Con này mình mắc chanh chết rồi luôn ha. Dạ. Nào mình nướng lên. Chanh chết luôn. Còn dính cá gì mà cá lóc không em? Cá lóc. Cá lóc thấy nó quá trời ngon luôn. Nãy giờ cái mương này sao có một con cá lóc vậy ta? Nãy mà hai ốc mà chết nhiều lắm em. Chết nhiều. Nãy mà hai tóc rồi. Hơi... Ê, mày mười cá. Cá lóc. Cá gì vậy? Cá lóc. Cá lóc. Đang cá lóc còn nữa cá nhà ơi. Ê, 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 cá lóc còn. Cái gì đó? Ủa hay là mới ai đập trúng con dây con muốn mà dịch dịch con cỏ nè. Nó dịch dịch trong. Trời ơi cái mưa. Để mà hai mò ngược trở lại đây cái như đi đây nè. Ủa có mà hai. Đúng rồi. Hồi nãy mà hai đi cái thấy nó bợ gì nhột nhột ở dưới giò nè, mà hai trở lại mới được. Mò trở ngược trở lại mới được. Mình có thằng không? Có mà hai, có mà hai. Ủa đâu rồi ta? Mới dính đây nè. Ra đâu con là tiếp con tiếp cho. Có không con? Ủa. Trời trời cái mương này xịn hả? Xịn quá trời xịn ruột nữa rồi. Đi đi lùa lên gõ nó đắng lên ha. Thôi để mò mò dài dài tới luôn. Trời ơi. Cá nó chuối hay thiệt. Ở dưới mương này quá trời xịn cháo nè. Cái gì lộc lộc với chân ta? Hả? Ủa đâu rồi ta? Gỡ thì gỡ cái xô này ra coi. Mới mò vuột nó rõ ràng. Hả? Nằm sâu quá dưới quá. Ừ. Nước mình tát đi mà còn sâu quá xịn không? Cái mương này lâu rồi không có ai vô nè. Quá trời xịn. Ủa rồi ta. Dưới giờ đi rồi mà ngược trở lại nữa đi Như ơi, ngược lại hôm nay ừ. Nãy con cá nó nhảy lên cũng trọng trọng á, cái gì trời xình quá trời khó đó. Không nhận cá này nó chuối hay thiệt. Như sâu quá mà hai nằm tuốt dưới con thấy con cá nữa con nhận xình. Vậy là cá này lên cá tài rồi đó Như ơi. Lên bờ, lên bờ. Đúng rồi. Đây. Cả nhà. Nãy giờ mà không chết luôn, có gạch đó. Thôi mày trốn rồi ha. Đây. Một thêm một con cá lóc nữa. Vậy là cái này là nguyên ổ cá lóc luôn rồi đó. Ổ cá lóc rồi. Với mương này. Dài đây. Tại mương này lâu rồi, không có ai vô cái gì á. Thêm sình nó quậy lên, nó đi mùi rồi không biết con cá ở đâu hết luôn á. Quá sình nè. Cái nhà thấy gì chưa? Sâu tới nửa chân luôn cả nhà. Ở gì? Nửa cái luôn. Giờ mà mấy con cá nhỏ nhỏ thì nó cứ nằm tuốt ở dưới nó mò không dính được luôn. Mình đứng đó, nó lún xuống luôn rồi nè. Cái sình này nó cái mềm quá. Hồi nãy thấy cạn cạn chứ mà tát biết bao lâu vậy? Ốc không mình ốc không? Ốc chết. Thôi, mà bây giờ lại còn không ơi. Có cá nhỏ cái gì không? Có cá sặc, cá rô gì không? Mà không thấy gì chừng. Wow. Nãy cái mương này nè bắt được có con cá bể, hai ba con cá bể chầu à. Mương sao ngõ không hay thâu rồi, người ta đâu có vô đây thấy gì đâu mà. Cái cá mắm gì chứ. Rồi người ta khai nước á. Trời ơi, cái chinh ruộng người ta khai rồi cái nó lỗ mội rồi nó chảy ra. Cá nó theo lỗ mội luôn. Chẳng con khúc nữa. Tát mệt quá cả nhà. Thôi như chắc hết rồi đó. Mình thôi mình qua mương bên kia mình chài đi. Mình chài kiếm mớ nữa đi. Đi chài hả mưa ha? Ờ đi chài ha. Bên kia có nước không? Có. Mương gãy bên của bá út của bạn. Quá sình bên đây, quá sình, quá sình luôn. Đi ha. Cái gì nhột nhột cái chân. Hả? Có không? Nhột nhột nữa. Nhột nhột nữa đâu.
Không, chắc không phải không hai. Kiểu sình mà nó nổi con bóng lên thì sao, chứ không phải là con cá mà nó... Thôi vậy mình đi qua bên kia mình chài kiếm mới ra đi. Sao không hai? Đây qua bên đó một chút xíu mình qua cắt cái miếng ruộng đó đó. Mà thôi công nhận nó sình. Sình quá trời sình luôn cả nhà. Hồi ra mấy kinh rửa chắc rồi. Lấy cái gỗ đẳng luôn. Dạ. Đây, đây lấy sắp cái tú lứa luôn. Đi vậy mà hai mẹ cháu mình đi qua mình gãy bên kia chạy ha. Dạ. Này ốc rồi nha. Ốc nó nổi lên quá trời ốc luôn nè. Ta lấy thuốc gì mà chết dữ không hay? Không, cái này chưa chừng nào ta đã xả ta mới xịt. Dạ. Tại vì ta thay nước vô rồi ốc nó tấp vô mấy bờ nè. Ốc con nè. Nổi rồi nhóc. Để mình giờ đi dài dài qua mương đây mình chạy kiếm mớ cá nữa. Nước này thấy trong quá không mà. Thấy mấy con cọ lại nó gỉa cá. Nó đi theo mấy cái đường nước á. Dạ. Quá trời ốc luôn. Nhà Như, ớ công nhận bác Út trồng trúng quá trời luôn ha. Ớ trái quá trời. Bác Út trồng me cũng trái nhiều, trồng ớt cũng trái nhiều đó. Biết trồng ổi nữa nè. Tại vì ổi gì là sen, ổi gì là ớt chung không ai? Được, chung, trồng chung được luôn. Tại vì là đất mình trồng rễ còn trống á. Rồi mình trồng được. Đây có thấy hay sen vô ha, sen sen canh vô. Ở đây mình chài dài chài hả Như? Dạ. Thấy mấy cái mương này cá nó cũng ụt quá trời nè. Chắc có cá sặc, cá phi rồi ha. Dạ. Mương nước quá nước rồi ha. Ồ, mà hai con chài tròn quá ta. Để chài thử dài chài coi. Rồi. Để mình chài ở đây mình dồn dồn lại đầu bờ nha. Dạ. Rồi tới 20 giây mà cháu mình kéo. Cái mưa này nó còn gãy ha. Ừ, có cá phi với cái cá sặc đồ nhỏ nhỏ. Dạ. Nó cái gì nó búng lên rồi đó. Cái gì nó búng lên rồi đó. Ồ. Có giếng cá. Có giếng cá rồi nha cả nhà. Ủa sao mà mấy cá này nó phi, có phi nhỏ nhỏ không ta? Phi nhỏ không thả. Không thả lại lại. Nguyên cá nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ ha. Cá bự mình nó lấy. Đây là. Có phi này có phi con không hả? Thả lại đi. Thả lại đi vài tháng nữa hả bác? Ồ, có phi con. Vậy nó đủ tuổi trưởng thành đi bắt nó. Đúng rồi. Có con hay gì ta? Đây là đường cá phi bự nè. Cá nhỏ bỏ lại, cá bự bỏ vô. Này mình kéo được cho ta, gần tới đầu bà mình kéo được hả Như? Kéo mà. Vậy con đi qua, con đi lại đầu clip qua bên bản đi mà hai quan chạy qua ăn chụp nha. Rồi. Để cái thùng đây nè. Rồi để thùng đó. Thôi xách cái thùng lại đầu clip luôn đi. Mà hai quăng chài qua con đứng bên đó con chụp nha. Hai lấy vô qua. Vô mặt luôn. Vô mặt luôn hả? Có sao không? Dạ không. Có dính sình không? Dạ không. Nắm sát mé nha Như. Rồi rồi. Nắm sát nè, một tay con vịn gì nè cho nó sát luôn. Kéo cho nó sát nha con. Thấy nó cá nó ụt nhồi chừ một miếng cá bự cái nhỏ nữa. Nãy chài hai chài có được hai con cá bự rồi. Đi từ từ thôi Như ơi, đi từ từ thôi, mình đi lẹ quá cái cá nó tự ngược trở lại rồi. Cá sát mé luôn nha. Dạ. Ui. Có cá nó mới vậy. Nó. Cá nó mới ụt luôn á. Dướng cây luôn. Bữa phủ luôn nha Như, hồi nãy thấy có cá mới ụt luôn á con ơi. Ôi. Con chút rỡ cây luôn đi. Rỡ nó sợ ê văn cá đâu. Ừ, nó cá nó ụt lại nè. Cá nó
không bó được. Rồi, rồi rỡ cái cây ra đi, để hồi mình kéo chạy lên nó dính. Rỡ 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 luôn đi. Sợ nó dính cái cây là nó phùng lên là nó không có dính cá lắm. Chụp xuống cho. Rồi rồi rồi. Ngoài nữa hai quên nữa thảy. Kéo cái dằn cái cụm dây miệng chài ra luôn. Nãy vuột cái tay á. Bỏ nguyên cụm dây xuống luôn. Đó. Cho nó ngồi nó được. Thôi rồi rớt không đi. Đây kéo lại mới được. Ui, cái nó giận, cái nó giận. Ô dính con cá gì bự quá Như ơi. Ui, không mà, không phải cá luôn này Như ơi. Dính không? Dính không? Cá gì vậy? Dính được con đó mà mất tiêu mấy con này. Con lấy cái gỗ mà nó ngã kìa. Dính hả? Hết thùng. Chú xíu đưa lầm. Rồi có à, chắc có tay. Có dẫn à. Có dẫn bự. Cái này nhỏ rồi mình thả ra. Cái nhỏ thả đi. Chú xíu là trắng tay à. Nó luôn ngã. Ngã mất tiêu mấy con kia chưa. Đây là con cá này bự. Cá này. Trời ơi. Đâu dính được cái lóc bự vậy. Đâu mà dính được cái lóc quá trời bự vậy. Cái nhỏ. Cái phi nhỏ. Ôi nó dính rồi mình chạy luôn rồi nè. Nãy ngã cái thùng mà hai tưởng tao là cái gì. Dính được cái cả nhà ơi. Trời ơi đâu mà dính được cái cá bự hơn đó mày. Chút xíu rồi dính được con cá bự mà mất tiêu mấy con cá lóc hồi nãy luôn. Ngã cái sơ luôn ha. Đây là tép rong nè cả nhà. Tép rong kéo quá tép rong nè. Kéo nữa không mày. Kéo nữa không? Còn không? Hả? Còn cá. Nó thấy chiều rồi Như ơi. Thấy chiều vậy kìa. Thôi vậy Như đủ cũng đủ ăn rồi ha. Còn cá, còn cá nhỏ mà hay thả đi. Cá nhỏ thả luôn. Có mang cá nhỏ thả xuống luôn đi. Bắt cái bự thôi. Về tới kinh mình đó nghe cũng đặng không ai không mấy rửa sạch thôi gì đây bây giờ con đi qua vườn con hái rau đi mà hai bữa hai mà. Bữa nay mà hai nướng cá không ăn nướng cá không ăn bữa nay nướng cá rồi, không rồi, ăn rồi rồi đi hái rau rồi đi hái rau đi ở bảnh có mấy cây cà đâu hái cà luôn nha cà luôn hả mày ừ hái cà luôn nướng cà luôn để đi ủa mà để con ghé chợ con lấy mấy cái chén nữa ừ ui lạnh quá ghé chợ lấy chén đây rồi mà hai nướng cá bữa nay nướng cá cho con ăn luôn dạ bữa nay mình sẽ nướng chui hang cá này nha cả nhà mình sẽ nướng chui gom mình cạnh xuống là mình nhúm lửa cho nó cháy rồi mình tủ gom lên rồi mình sẽ lấy gom mình tủ lên chừng nào nó cháy hết gom này là cá nó chín rồi cả nhà nó gom nó cháy hai nướng nó không hai khó gì vậy tại tủ gom vô nè mày. Ê, bữa nay kìa, nhóc hết trơn luôn chứ bự không luôn. Vậy đó hả? Con hỏi hai tháng nhảy xíu à. Con bẻ ra một đống luôn. Rồi vậy là hồi mình nướng cà luôn. Dạ. Con thấy nướng cá rồi thôi con hái cà cho mấy luôn nè. Có không có bẻ hành nữa. Mà bẻ hành xong mới nhớ là mình không có biết cái bếp ga để làm mấy hành. Mình đâu có cái bếp ga đâu. Nè nướng rồi đó hả? Ừ. Kệ đi, hồi mình nướng mình ăn không cũng được nữa. Dạ. Lá chuối thì mà hai, nhiều chín không? Chín. Mình bỏ vô từ từ thôi, mình đừng bỏ vô nhiều. Dạ. Hôm nay cái nó ấm quá ta, nãy giờ mưa. Nãy giờ mưa mấy đám đó cả nhà. Con có hái rau không? Có. Rau thơm với lại rau răm.
này mình bỏ lận ít ít thôi Như. Dạ. Ăn nó cháy nó chín cái gom này nhảy lửa không hả? Gom này nhảy ha. Thấy nắng từ 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 vậy là chín rồi, chín đều chọc. Nó không có bị nín. Hồi nãy ông chạy mưa á. Nãy ông chạy mưa lâm gâm mở hai sợ hồi mưa nó tắt á. Con tính nói mở hai mưa hồi đem vô nấu cháo đi. Con đi bẻ ga mắc đá mưa nữa. Trốn trong cái trời á. Vậy hả? Dạ. Không, bữa nay mình ăn cá nướng đi. Không gà mình ăn cá thôi là ăn cá nấu cháo được rồi. Bữa nay mở hai sẽ nướng cho con ăn. Bữa nay mở hai sẽ nướng cá. Bỏ vô từ từ thôi con. Vì nãy mở hai tính nướng ngoài đó đó mà tại thấy trời mưa. Dạ. Mình nướng ở trong đây cho nó khuất đi. Không, trời mấy hôm nay chỉ mưa hoài cả nhà ơi. Cái này ấp hết nhiệt đế vậy á. Bởi tại lâu rồi mở hai không có ăn cá nướng bằng gom. Dạ. Bữa nay mở hai nướng, hai mở cháo mình ăn luôn. Bà không thèm cái mà hai nướng cá nướng củi nướng than trong nhà. Nay nướng gom nó thơm lắm á cả nhà. Cá mà nướng gom được á, mà đừng cá lóc đồng nữa. Nướng lên cái thịt nó ngọt mà nó thơm á. Ủa, để con xỏ hai trái cà. Mấy trái cà. Chứ ba uống trái nữa. Chặt cái lại bụi tre ra chặt cái nhánh tre đi. Dạ. Chặt nhánh tre rồi xỏ vô mình nướng luôn. Hàng cá mình nướng đã chín rồi cả nhà. Rồi mình lấy ra, bây giờ mình nướng cà nè. Nè, cà nó cũng sắp chín luôn rồi. Mình để cho nó nóng nóng một chút đi rồi mình hãy lấy ra. Cà nó sắp chín luôn. Con làm nước chấm đi nha Như. Dạ. Làm nước chấm đi. Mẹ ơi, con mới đâm được chén muối hết sảy hả? Vậy à, mà hai lấy trái để lên đó rồi đó con cạo dãy ra đi. Dạ. Nay như là hai mấy cháu đi ăn bụi vậy đó. Đi sinh tồn ớt thì nãy đi chài cá đó rồi xin của bác Út mấy trái. Còn hạnh cũng ở vườn luôn. Mình chỉ có đem muối với đường ra mình cái mình đâm được chấm ớt. Nãy cũng tính làm mắm me này kia nữa cả nhà. Mà không có me me tươi rồi nướng vô đây cái khó dầm ra nữa. Không có điều kiện. Nãy mình cũng thèm cà nướng mỡ hành bẻ cho mỡ hai mấy trái. Gỗ cuộn không có cái bếp ga để thắng mỡ hành. Rồi cà chín luôn. Thơm quá mỡ hai ơi. Thơm không? Nè mỡ hai cháu mạnh người con. Thơm ha. Đây cà chín luôn. Phải con biết mà này không ăn cơm là con mua cho mỡ hai xì rượu. Trời ơi. Hai mỡ cháu mình lai gai. Thôi mình đâu phải như đàn ông đâu. Mình uống rồi mình ăn đi cho nó ngon. Lâu lâu được cá ngon rồi mình ăn đấy không ha. Mình thưởng thức ha. Chứ mình uống kia là mình nhậu vô cái mình quên bỏ uống. Mình là phụ nữ mình phải ra đàn ông cho mình ăn con. Lê gai. Mấy chú đàn ông mình là hay lê gai ha. Đúng rồi, phải đàn ông mình hay lê gai ha. Thơm không có mai. Ngon ha. Thơm. Thơm. Nhà thấy thơm cả nhà. Đây cả nhà. Nghe đúng là cá lóc đồng mà nướng chua. Cá lóc đồng là nướng chua gom luôn. Bự quá mấy cá chín ngon quá nha cà để mà hai ba cá ra có xảy ra cà nướng là rất là ngon luôn con chị nước muối này nè con cá nó chín nè cá thơm quá sao là nó ngon dữ gì nè nó thơm với lại mình đi mà cực quá mấy hai rồi. Cái mình ăn thấy ngon miệng với mình đói bụng nữa ăn thấy ngon ha cà quá cả nhà ơi tao nhà cà nướng nó ngọt á ngon ha. Mình trồng vườn nó ngon vậy là mình ăn được rồi. Để già quá cái nó hơi cứng không ạ. Mà cái nhà nè, mà này gấp miếng cá rồi cả nhà đi ha. Đây, chén nước muối ớt của con nè. Thần thấm nó hơi chấm ha. Mày cả nhà ăn miếng cá với mình nha. Đây mà cả nhà thưởng thức cá lóc nướng chua nha. Nướng chua gom. Thấm vườn ớt. Rau vườn luôn mà ăn rau cơm ha. Ngon quá không? Cái chén muối ớt con làm ngon chứ vậy. Mà ăn cay được không? Được. Nó hơi cay cay á. Cay nó ngon. Dạ. Càng cay nó càng ngon. Thịt cá nó ngọt dữ mà hai. Ngọt ha. Nó ngọt mà nó dai dai á. Thơm lắm. Mày mà cháu thẩm gà tính đi ra cồn á cả nhà. Đi sinh tồn. Sống thử ngày trên cồn rồi nó làm sao. Trên cồn nó hơi vắng á. Còn quen không ai. Đâu có ai trên đó đâu. Cái đó à, ở đây người ta kêu bằng cồn bằng. Cồn bằng. Cồn bằng bằng. Người bữa nay hai mươi cháu tập thử. Đi ra đồng kiếm cá về nướng. Ăn bụi luôn. Ăn bụi bây giờ. Bữa nay là một chuyến dã ngoại đi ha. Dạ. Ăn miếng cà coi. Ngon quá Như. Cà răm.
đi nhảy mới là nè mà mình mà trong nhà mà hay mình làm trứng mắm me cũng không tại mình ngoài trời rồi đúng mình làm cái này cho nó gọn với me mình nướng nó vô cái gom nó lận hồi mình lấy lên không được ngọt. Nó dơ lắm nó nướng cái nó rớt xuống á không có cái gì mà qua cả nhà ăn cà nướng với mình nha cái hộp đó ngọt ngọt ha ngọt ngay luôn cà nó thơm quên để con ăn miếng cà cá ngon quá toàn cá không cà nó thơm quá trời thơm luôn mà kẹp miếng cô găm vô thơm lắm mà cái vị nó cay cay á cô găm cái vị nó cay cay lắm chứ cả nhà ơi cũng lâu rồi hai mẹ cháu cũng không có ăn ở ngoài chợ gì nè bữa nay là mình trở lại như ngày xưa vậy đó vui lắm á mặt trời đang mát mẻ rồi cả nhà hồi mặt trời lặn á mặt trời lặn phía này không ơi rồi quay cho cái nhà coi luôn ăn miếng cô găm hoàng hôn á quê mình đẹp lắm chấm miếng nè chấm miếng nữa nó cày cày á ăn cái nó ngon hít hà vậy đó mà ngon mình thấy cá lóc nướng mà ngon nhất luôn đúng rồi thật nó ngọt nha dạ. Miếng cô găm cá ngon quá cả nhà ơi mà cả nhà ăn miếng cá với mình nữa nha thấy cay như cái miếng ruộng hồi nãy á dạ mà phải mà nước đầy một chút nữa mình đi theo mấy cái đường nước á có cá cá rô á cá rô mà nước hồi nãy nó là khai ra hơi cạn cạn à dạ. Mình chài không được mình làm mình phải chài cái ngon cái dũng nào nước nhiều nhiều đúng rồi cái dũng thôi sau chứ cái mấy cái dũng hồi nãy cạn quá dạ. Tại nãy trước khi đi là tại vì mấy bữa hổm á người ta cũng có bư á dạ rồi mấy hai nghĩ là thôi sách đem gỗ đem chài thôi đi nước có. Cạn á thì mình tát còn dạ. Nước nhiều á thì mình chài thôi hổm ngày người ta bư cũng lâu đó cả nhà mà không biết người ta xả lúc nào á tấm con thấy dính cá lóc quá trời luôn tính kêu mà hai nói thôi nấu nồi cháo đi mấy bữa cháo mình ăn mà tại mà hai nói thấy có gom á cái lâu quá mình cũng không ăn cá nướng chui bằng cơm á không mà cho con ăn cháo với lại cá nướng giọng cá nướng nướng quá thơm thơm hơi cay nha hơi cay nhưng mà ngon rất ngon cả chấm nhiệt thấm bắt đầu rồi chưa cay lắm cà nướng nó ngọt ha không mà cà mình chiên mình luộc rồi cũng không ngon bằng cà nướng nữa ha ngọt. Nướng thì nó hơi khét đó cả nhà nhưng mà ăn nó ngon hơn hay mình nướng cái món gì nó cũng hơi khét khét vậy đó ôi nhìn con cá này cả nhà nó ngon con cá này chắc ngon dữ không ai ngon nó thịt ngọt ngon cay quá mà hang rau không rau thơm không chút nữa mà hang nãy mà hai tính đi dài dài lụm đi theo mấy vịt đó coi nó trốn ở đầu đặng coi có hộp vịt không nhỏ con cũng thích đi làm một việc lắm đó. Mà đi chài rồi á đi chài rồi quay trở lại sao nó đi đâu mất tiêu rồi chạy chưa nãy nó thấy con nhưng mà hai lên á hai con chạy xiết xuống mương luôn nhỏ con đi theo mấy con vịt mà nó để gớt luôn mà hai để gớt ngoài đồng á ta thả nguyên bầy á làm một vịt về cho bà nội con tay người ta bư á vịt nó chạy đồng người ta lùa đi bớt rồi đó lúc trước mới bằng lúa á cái anh ta dịch người ta lại nó bơm nước lên á dịch nó ăn ngốc quá trời nó ăn ngốc không hai nó hét quá trời luôn tới vụ là mấy bầy dịch chạy đồng lại luôn á chắc có người giữ không à nãy mà hai tính đẻ có bắp chuối nữa chuối dập 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 á mình trẻ ra mình chấm ăn ngon lắm mà mấy bụi chuối nó không có nè là trái luôn à ăn cá bữa nay hít hà nhưng mà ngon ha mà hai chấm muối ớt của mình hít hà quá trời luôn rồi cả nhà năm cả chai nhà ớt à. Tại vì hôm nha hổm dài á trời ông trời cũng bão á ông trời cũng sắp chuyển mưa rồi cả nhà nãy giờ hai mẹ cháu cũng ăn hết gần hết con cá lóc bự rồi nè vậy hai mẹ cháu xin kết thúc clip tại đây nha hẹn gặp lại cả nhà trong những clip sau tạm biệt cả nhà quay cảnh mặt trời lặn cho cả nhà coi được rồi trời mình chuyển mưa tới